Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Và cũng như thường lệ thì Sơn rất mong anh chị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Hiện nay thì mua xe ô tô trả góp là khá phổ biến. Theo thống kê của Sơn thì tới 90% khách hàng mua xe hiện nay là qua ngân hàng hỗ trợ. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng nói đến đó là mua xe trả góp. Đối với những anh chị đang có cái nguồn đầu tư khác thì mua xe trả góp nó là một cái phương án tốt. Anh chị có thể bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua một chiếc xe, thì phần còn lại ngân hàng nó sẽ hỗ trợ trả dần. Và Sơn chắc chắn rằng là lợi nhuận từ các khoản kinh doanh đầu tư khác nó sẽ tốt hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng anh chị vay. Còn đối với những khách hàng mua xe để chạy xe dịch vụ thì bạn chỉ cần bỏ ra một khoản khá là nhỏ thì bạn có thể mua được một chiếc xe. Chiếc xe này nó sẽ giúp cho bạn có một công việc ổn định, một nguồn thu nhập tốt, và cái nguồn thu nhập này thì một phần mình sẽ trả lãi cho ngân hàng, hai bên đều cùng có lợi. Nói tới đây chắc nhiều người sẽ nói rằng xe chạy kinh doanh dịch vụ bây giờ thì nó không còn có ăn đâu, lãi ngân hàng họ sẽ ăn hết. Và Sơn xin nói một điều này, hiện nay không riêng gì về kinh doanh xe hay bất cứ một ngành nào, nó cũng rất là khó khăn. Và nơi nào mà có sự cạnh tranh thì nơi đó có một sự phát triển. Và Sơn xin khẳng định với các anh chị rằng làm bất kỳ một công việc gì, nó phát triển hay là xấu, nó phụ thuộc vào sự nghiêm túc của mình đối với công việc đó. Khách hàng của Sơn cũng rất là nhiều, có người cũng có mua xe kinh doanh, ban đầu thì mua một chiếc rồi tới vài chục chiếc, nhưng Sơn đều thấy ở họ có một sự nghiêm túc, rất nghiêm túc trong công việc. Có nhiều anh chị mua xe trả góp lần đầu còn bỡ ngỡ, thậm chí còn hiểu sai về cái thủ tục cũng như cái chính sách lãi suất của ngân hàng, dẫn tới không dám vay. Cái hiểu nhầm đầu tiên đó là hiểu nhầm về lãi suất cố định. Hiện nay các ngân hàng cũng như các công ty tài chính cho vay từ 1 năm tới 8 năm thường sẽ cho ưu đãi lãi suất cố định 1 năm tới 3 năm. Sau đó nó sẽ thay đổi lãi suất theo ngân hàng nhà nước quy định. Các ngân hàng đưa ra gói sản phẩm khác nhau để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Có người thì mua vay thời gian dài, có người thì muốn vay 2 đến 3 năm. Tại thời điểm hiện tại thì chưa có ngân hàng nào hỗ trợ lãi suất cố định xuyên suốt 8 năm. Cái hiểu nhầm tiếp theo đó là đại lý ô tô cho khách hàng vay tiền mua xe. Nhiều người mua xe lần đầu thường hiểu nhầm đại lý ô tô sẽ đứng ra cho người mua vay tiền và trả tiền dần. Ở thực tế thì nó là không phải. Đại lý xe ô tô chỉ bán xe, còn đơn vị thứ ba là ngân hàng sẽ đứng ra bảo lãnh cho người mua, đồng thời sẽ cam kết thanh toán cho người bán. Kể cả các đại lý Toyota cũng vậy. Đơn vị cho vay là công ty tài chính Toyota chứ không phải là đại lý ô tô. Hiện tại các ngân hàng đều hỗ trợ cho vay ô tô, nhưng có một số ngân hàng họ chuyên cho vay sản phẩm ô tô như công ty tài chính Shinhan Bank, VIB Bank, Tiên Phong hoặc là BIDV Bank, vân vân. Đối với những ngân hàng chuyên cho vay xe thì cái mức lãi suất nó sẽ ưu đãi hơn đối với những ngân hàng mà không chuyên vay mua xe ô tô. Vì vậy trước khi vay để mua ô tô, anh chị nên tham khảo nhiều ngân hàng hoặc nhờ nhân viên tư vấn các chính sách cũng như lãi suất của các ngân hàng để chúng ta có nhiều sự lựa chọn, rồi tiếp đến là chúng ta nên quyết định chọn ngân hàng nào. Một cái hiểu nhầm tiếp theo đó là không được trả trước hạn. Hiện nay các ngân hàng và các công ty tài chính cho vay từ 1 năm tới 8 năm. Trong suốt quá trình vay, nếu anh chị có dư tiền tài chính nó dư giả thì vẫn có thể trả trước hạn, nhưng sẽ bị phạt trước hạn. Nếu sau 3 năm thì sẽ không phải chịu phí trả trước hạn. Thường thì các mức phí phạt trước hạn nó dao động từ 1,3 đến 3%. Mà nếu anh chị cần vay với thời gian ngắn từ vài tháng tới 1 năm thì ngân hàng tài chính Toyota đang có một cái gói vay 50-50 rất hữu ích cho khách hàng. Cái gói vay này nó chỉ được cho vay ô tô trả góp tối đa trong vòng 1 năm. Và cái số tiền vay tối đa chỉ là 50% giá trị xe. Và khách hàng chỉ thanh toán một lần duy nhất cả gốc cả lãi vào cuối kỳ. Lãi suất cố định suốt quá trình vay của gói này là 8.99%. Gói này hết tháng thứ 6 thì anh chị có thể hoàn tất mà không bị bất cứ một khoản phạt nào. Đồng thời tiền lãi chỉ tính từ lúc vay đến khi tất toán. Một cái hiểu nhầm tiếp theo đó là hiểu nhầm khoản vay trên tổng giá trị hợp đồng. Rất nhiều khách hàng hiểu nhầm vấn đề vay trên tổng hợp đồng. Ví dụ như tổng giá trị hợp đồng của chiếc Toyota Innova sau khi hoàn lăn bánh là 800 triệu đồng thì nhiều khách nghĩ rằng là lấy 800 triệu đồng này nhân với 80% thì nó sẽ ra con số là 640 triệu đồng. Như vậy là nó hoàn toàn sai. Thường thì các ngân hàng nó sẽ cho vay trên giá trị hóa đơn. Ví dụ giá công bố của chiếc xe Innova là 771 triệu đồng, khuyến mãi được 80 triệu đồng. Vậy ngân hàng họ sẽ cho vay là lấy 771 triệu đồng này trừ đi tiền khuyến mãi là 80 triệu đồng, rồi sau này mới nhân thêm 80%, tức là cái xe nó chỉ còn vay là 552 triệu đồng. Vậy số tiền cần vay 80% cho cái xe là 552 triệu đồng. Một cái vấn đề nữa cũng rất là nhiều khách hàng hiểu nhầm đó là vấn đề về chuyển nhượng khoản vay. Một số khách hàng mua xe trả góp vì một cái lý do nâng đời xe hay là đổi xe hay một cái lý do nào khác thì muốn sang nhượng cho một người khác hoặc cho bạn bè và muốn sang luôn cả cái khoản vay của mình cho người mua này. Điều này hoàn toàn không được. Xe anh chị đang trong quá trình vay mà anh chị muốn sang nhượng cho người khác thì anh chị phải tất toán cái khoản vay này thì ngân hàng mới giải chấp cho anh chị sang nhượng. Và người đó muốn vay lại cái khoản này thì lại phải làm lại thủ tục vay một chiếc xe đã qua sử dụng. Cái vấn đề cuối cùng đó là mua xe ô tô trả góp đi ra ngoài có bị công an bắt hay không. Khi anh chị mua một chiếc xe trả góp thì cái khoản vay của mình nó là thế chấp bằng chính cái cà vẹt xe của mình, nên cà vẹt bản chính ngân hàng họ sẽ giữ và ngân hàng họ sẽ photo sao y cho mình một cái cà vẹt để anh chị có thể đi đường. Và cái giấy tờ này có giá trị như bản gốc khi mà lưu thông trên đường mà không sợ bị công an giao thông bắt hoặc làm khó dễ. Nó chỉ khác là không cầm cố mua bán và sang tên đổi chủ được. Đặc biệt bản sao y trên nó có thời hạn từ 3 đến 6 tháng tùy vào từng ngân hàng. Hết thời gian này mà nếu anh chị vẫn đóng tiền đúng hạn thì ngân hàng họ sẽ tự động gia hạn và gửi về nhà. Nếu như mà nó hết hạn mà không được ngân hàng gia hạn thì gặp công an giao thông thì sẽ bị phạt theo đúng quy định. Nãy giờ thì Sơn chia sẻ một số những cái lưu ý và những cái mà khách hàng chưa được rõ về mua bán xe trả góp. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và Taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 4455 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.